Hey, chào anh em, mình mới đổi từ Apple Watch Series 4 để lên cái Apple Watch Ultra này. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái quyết định của mình để mình đổi từ cái Series 4 đó lên một cái đồng hồ rất là khác biệt của Apple. Lần đầu tiên Apple làm điều đó và mình muốn trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất, đó là dùng Apple Watch Ultra để đeo hàng ngày có được hay không. Thì ngay từ cái cách mà Apple đóng gói hộp đựng của Apple Watch Ultra cũng như là cách họ đặt tên những cái dây Alpine Loop, rồi là Trail Loop, rồi là Ocean Loop, đó là những cái tên dành cho những cái bộ môn thể thao khác nhau, thì rõ ràng là cái Apple Watch Ultra này nó hướng tới những đối tượng là người dùng chơi thể thao cường độ cao và những môn rất là khắc nghiệt ạ, chứ không phải là đeo hàng ngày. Đầu tiên thì mình đã đeo cái Watch Series 4 của mình là trong khoảng độ 4 năm gì đó. Mình nhớ là Apple Watch Series 4 ra mắt là năm 2018, đến bây giờ là 4 năm. Thì đồng hồ này cùng với máy tính là hai thiết bị mà phải khoảng độ 4 đến 5, 6 năm mình mới đổi một lần, chứ không đổi thường xuyên như điện thoại. Cho nên là mỗi khi đổi thì mình cũng muốn chọn cho mình một cái thiết bị, một cái sản phẩm nó vừa phải để mình có thể sử dụng được nó trong một thời gian dài. Và mình đã nghĩ đến việc chọn Apple Watch Ultra. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ chọn Apple Watch Series 8. Tuy nhiên thì có một vài yếu tố mà mình sẽ không chọn nó, đó là cái thiết kế nó không khác biệt so với Series 4, chứ không thì mình cũng không đổi. Bởi vì cái Series 4 Nine Lab của mình nó quá là tuyệt vời và nó quá là đẹp. Nó có một cái sợi dây đục lỗ màu trắng rất là đẹp và rất là khác biệt. Sau đó thì ngay lập tức mình mua cái Watch Ultra này mà mình không đi đeo thử và mình không dùng thử nha. Và mình mua luôn. Thì anh em thấy là đến bây giờ thì mình nghĩ là cái quyết định của mình là đúng đắn. Với mình thì Watch Ultra nó phù hợp để mình đeo hàng ngày, đeo đi làm, đeo công việc, chứ không chỉ là đeo khi mình tập thể thao, đi chạy bộ hay là đi tennis. Và rất may là cái thiết kế của đồng hồ này nó lại phù hợp và nó làm mình thích. Phải nói thêm rằng là khi mà mình nhìn hình hay là video trên mạng thì mình đã thích nó rồi. Tuy nhiên thì mình chỉ lo sợ là khi mà mình đeo lên tay nó không hợp với tay mình, bởi vì cổ tay mình khá là nhỏ. Ở đây thì mình có đeo một cái đồng hồ watch với mặt là 42 để cho anh em có thể so sánh là một cái mặt đồng hồ 42 với 49 nó chênh lệch nhau như thế nào và cái tay mình nó nhỏ như thế nào. Thì anh em thấy là cái Watch Ultra lên tay mình thì nó cũng khá là vừa vặn, đúng không? Chứ nó không quá là to và không quá là thô. Dĩ nhiên là cái đồng hồ này là một cái đồng hồ thô rồi, bởi vì nó to và nó dày mà, chứ nó không nhỏ và nó không mỏng như là những cái Watch Series 4, Series 5, 6, 7, 8 trước đây. Đó là cái mà mình chấp nhận được. Thứ hai nữa thì là mình thích cái kiểu thiết kế rất là hầm hố và nam tính của Watch Ultra. Bởi vì mình thích những cái thứ như thế này, cho nên là có thể như vậy, cho nên mình cảm thấy là nó, cái việc mà nó to hay là nó hơi thô một chút đó, thì mình chấp nhận được. Mình sẽ không nói nhiều về những thiết kế hay là tính năng của Watch Ultra, bởi vì trên tinh tế đã có rất là nhiều những cái bài tương tự như vậy rồi. Mình chỉ nói về cảm nhận cá nhân của mình với cái đồng hồ này mà thôi. Thì mình thấy rằng cái thiết kế mà cái cụm Digital Crown cũng như là cái nút này này, nó được bọc trong một cái lớp kim loại thì nó cũng không vấn đề gì lắm. Tuy nhiên thì khi mà mình chơi thể thao, mình có tay mình, cổ tay mình có lật ngược lên như này này, thì đôi khi nó cũng hơi chạm. Đấy là mình đeo chặt nha, chứ mình không đeo lỏng. Thì nó hơi chạm vào tay và nó sẽ hơi cấn một chút. Dĩ nhiên rồi, nếu muốn anh em có thể chuyển cái cụm này đi vào bên trong, khi đó thì cái nút màu da cam cũng như cái loa nó sẽ hướng ra bên ngoài. Mình cũng nói thêm là về cái mặt này này, cái mặt này nó rất là to và nó phẳng, chứ nó không cong như là những cái đời Apple Watch trước. Và đó cũng là điểm mình rất thích. Mình thích những cái điện thoại màn hình phẳng và mình cũng thích những cái đồng hồ với màn hình phẳng như này. Một cái trải nghiệm tiếp theo của mình khi mà mình nâng từ Series 4 lên Watch Ultra này, đó là cái tốc độ và cái hiệu năng của đồng hồ. Hiện tại với cái Watch Series 4 mình sử dụng những năm gần đây ấy, mình thấy là nó bắt đầu nó chậm dần đi rồi. Không nói đến vấn đề về pin nha, mình nói đến hiệu năng thì nó bắt đầu nó chậm dần đi. Tức là khi mà mình mở một vài những cái tính năng hay là một vài cái ứng dụng thì nó bắt đầu nó đáp ứng khá là chậm. Và khi mà mình đổi lên cái Watch Ultra này, mọi thứ nó rất là nhanh và nó rất là tức thì. Cũng như là cái màn hình to thì nội dung hay là những cái biểu tượng hiển thị trên đó nó cũng sẽ to, rõ ràng hơn. Đó là cái mình thích nhất. Mình cũng không phải là người tập thể thao cường độ cao và cần những cái thông số đo chính xác, cho nên là mình nghĩ rằng cái Watch Ultra nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Về cái sợi dây mình mua thì mình mua cái sợi dây là Alpine Loop này. Thực chất thì mình không thích cái sợi dây Alpine Loop mà mình thích sợi Ocean màu trắng á. Tuy nhiên thì tại cái thời điểm mình mua thì cái dây đó nó hết và lúc đó thì mình rất muốn sở hữu luôn cái Watch Ultra, cho nên mình phải chọn cái sợi dây màu cam này và mình không hài lòng với nó một chút nào cả. Có thể là do mình đeo nó để mình đi làm hàng ngày cho nên nó không phù hợp thôi. Còn nếu anh em đeo nó đi thể thao hay đi chạy bộ gì đó thì có thể nó sẽ phù hợp. Nó không phù hợp với mình ở điểm nào? Thứ nhất đó là cái cách họ thiết kế cái ngàm kim loại chữ G này. Đó thì khi mà đeo cái ngàm này nó sẽ ở phía dưới cổ tay và khi mình đặt lên trên bàn hay là mình đặt lên trên máy tính, lên trên cái phần tì tay của máy tính ấy, thì nó sẽ kêu cái cạch rất là khó chịu. Nói chung là mình không thích cái sợi dây này. Thêm nữa thì khi mà tháo ra, khi mà mình rút cái dây lên thì rất dễ cái ngàm này nó bị
văng vào mặt đồng hồ và nó có thể gây xước cho đồng hồ. Cuối cùng nó khá là dễ bám bẩn, mình đeo nó được khoảng độ 2-3 tuần gì đó thôi, nhưng mà anh em sẽ thấy là nó có rất là nhiều những cái vết bẩn ở đây, rất là nhiều những vết bẩn xung quanh bề mặt này và chưa rõ là mình có thể vệ sinh được nó hay không. Hiện tại thì mình đã chuyển qua mình đeo một sợi dây của Khắc Tên rồi, một sợi dây da như thế này. Anh em thấy là nó sẽ đẹp hơn đúng không? Và nó sẽ dễ dàng, dễ chịu hơn cho mình. Nói chung thì để chọn một cái đồng hồ để mà đeo hàng ngày ấy, thì chúng ta sẽ quan tâm tới những yếu tố, đó là cái độ thoải mái của nó để mà chúng ta đeo trong những cái môi trường, trong những cái điều kiện làm việc. Ví dụ như mình là mình ngồi máy tính hay mình hay ngồi trên bàn chẳng hạn. Đó, thì khi mà mình mua Watch Ultra với cái sợi dây Alpine này thì nó chắc chắn là nó không phù hợp với lại công việc rồi, mà nó chỉ để đi chơi những môn thể thao mà thôi. Cho nên là mình sẽ khắc phục là mình chuyển sang một cái sợi dây đeo khác nó phù hợp hơn. Còn về cái việc mà nó nặng, nó to, nó thô á, thì nó cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Dĩ nhiên là một cái đồng hồ như này nó đeo lên tay của mình thì mình không thấy nó nặng, còn nó thô thì nó cũng sẽ hơi thô bởi vì nó dày mà. Với cái giá này thì nhiều người sẽ nói rằng thà chọn một cái đồng hồ chuyên về thể thao, ví dụ như Garmin chẳng hạn, chứ không bao giờ chọn Apple Watch. Tuy nhiên thì với rất là nhiều người thì nó sẽ là một cái đồng hồ phù hợp. Ngay cả khi là họ không chơi thể thao, họ đeo nó hàng ngày, thì mình nghĩ rằng Apple Watch Ultra vẫn là một cái đồng hồ phù hợp. Bởi vì nó có hệ sinh thái của Apple, nó có một cái bộ rung rất là tốt. Khi mà mình có thông báo hay mình có cuộc gọi thì cái rung của nó rất là hay, rất là đã. Và khi mà mình nghe hay là mình điều khiển cuộc gọi, mình điều khiển những tính năng ở trên này thì nó cũng tiện lợi như là mình làm ở trên cái iPhone của mình vậy. Rồi, đó là những cái chia sẻ của mình về Watch Ultra cũng như là quyết định để chọn nó thay cho cái đồng hồ C4 mình đã đeo vài năm. Và chắc chắn rồi mình sẽ đeo cái đồng hồ này trong vòng 4-5 năm tiếp theo thì mình mới cần đổi đồng hồ. Rồi, cảm ơn anh em.